Hôm nay thi mà không làm bài được thì đừng bao giờ bước chân vào cái nhà này nữa. A few moments later. Ủa rồi ôi, bố con Nẹn bảo không làm bài được thì không được bước chân vào nhà, nên con Nẹn đã trồng cây chuối để đi vào nhà. Sao hôm nay nó thông minh thế nhỉ? Mấy ngày rồi tao ngồi nghịch mấy bộ lọc cho Avatar nhìn hay cực. Còn tao thì tìm được một em chó mới quen trên Facebook, ngon cực luôn. Mờ lém. Đây nè. Ồ, thì ra con chó trên Facebook là con Nẹn, nó sử dụng bộ lọc Avatar. Trong ngày sinh nhật của ngoại, tỷ Đu đã tự tay vào bếp để làm bánh sinh nhật tặng ba. Ngoài muốn bánh kem kiểu gì nào, con làm tặng nè. Thôi, làm đơn giản được rồi, miền có cái bánh để tao cầu nguyện là đủ. Vậy chỉ để cầu nguyện thôi hả ngoài? Ừ. Ngoài cầu nguyện đi, bánh sinh nhật này chuyên dùng để cầu nguyện đấy. Ê bà, tôi đang xài loài nước hoa này thơm lắm nè, xịt lên người là toát ra mùi sang liền. Ui giời ơi, cái loài nước hoa đấy có gì đâu mà sang. Tao có loài nước hoa, chỉ cần xịt vào là toát lên mùi tiền đấy. Đây, xăng Ron 95. Thời buổi này, xăng là loài đắt giá nhất. Đấy, bọn mày đã ngửi thấy được mùi tiền chưa? Lầu mẹ, cháy. Mày ngu mày chết mày đi, thì mày kêu cái gì? Xã hội là khôn sống ngu chết kêu cái mẹ mày kêu. Một hôm nọ, em bỗng hỏi tôi, giữa em và cức, anh thích gì hơn? Tôi thật thà, tất nhiên là cức rồi. Nước mắt ứa ra, em khóc. Rồi em lặng lẽ quay đi trong chiều hoàng hôn tắt nắng. Đồ ngốc, vì với anh em chính là cậu cức đấy. Nghe thấy vậy, cô ấy bỗng dừng bước chẳng nói câu gì. Anh, em, cục cức của anh. Và thế là tình yêu lãng mạn nhưng không kém phần nặng mùi đấy đã có một kết thúc thật là đẹp. Vỗ tay. Nghe nói bạn hụt máu ghê lắm. Không, mình là mùi đực chỉ hụt nhựa cây thôi. Thế bạn hụt nhựa cây này cho mình xem. Đâu? Rồi ôi, cây này thì zombie nó còn sợ, huống gì con muỗi tẹp riu này. Sợ quá, phải bắt nó thôi. Đây là giải đấu Pokemon giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh. Xem ra Sơn Tinh đang giành lợi thế trong cuộc thi này. Đang trong lúc căng thẳng, bỗng mì nướng hét lớn. Xả cúp nước rơi. Bằng nửa đi, xin tỉ nước đi mà.